Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục được phát sóng thường kỳ vào tối Chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình, mục Theo dấu thư bạn xem truyền hình, chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư công dân Phạm Thị Chiêu ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ. Mục Cơ quan chức năng trả lời đơn thư công dân, chúng tôi trích dẫn công văn trả lời đơn thư của Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động. Cuối chương trình là mục Thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập Hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Phạm Thị Chiêu, thường trú tại thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ. Theo dấu đơn thư công dân phản ánh, phóng viên chuyên mục Hộp thư bạn xem truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về gặp công dân có đơn. Công dân Phạm Thị Chiêu cho biết, gia đình bà đang thờ cúng liệt sĩ, nhà cửa xuống cấp, kinh tế khó khăn. Năm 2021-2022, chính quyền địa phương không đưa gia đình vào diện hộ nghèo. Để tìm hiểu vấn đề công dân phản ánh, phóng viên có liên hệ với ông Nguyễn Quý Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ. Tiếp và làm việc cùng phóng viên có các ông bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Tiến, các ông bà, trưởng phó thôn và đại diện tổ điều tra, ra soát, chấm điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn Hoàng Xá và bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Phù Cừ. Bà Chiêu cho biết, qua các lần địa phương tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình đều có ý kiến đề nghị, song không được. Để làm rõ vấn đề bà Chiêu phản ánh, bà Bùi Thị Hằng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Hoàng Xá cho biết. Thì năm 2021 ấy, thì cái điểm của nhà bà Hùng Chiêu chấm cái điểm B1, 110 điểm, mà điểm B2 chỉ tiêu nhu cầu xã hội cơ bản ấy, thì là chỉ được 20 điểm. Mà theo quy định thì phải 30 điểm trở lên thì mới đủ điều kiện để là hộ nghèo. Còn dưới 30 điểm mà là chỉ đủ điều kiện để hộ cận nghèo. Mà chúng tôi tuyên đến gặp rất nhiều lần, đúng không ạ? Là lộp hồ sơ căn cước công dân rồi hồ sổ có gia đình để chúng tôi hoàn thiện hồ sơ để đề cấp phê duyệt. Thì bà Chiêu không chấp nhận, không nộp. Còn năm 2022 thì căn cứ theo quy định, quy trình cũng như vậy, đúng không ạ? Không có gì thay đổi về quy trình. Tôi là người trực tiếp, đúng không ạ? Đưa đi chấm điểm và quan sát chung. Còn từng thành viên một chịu trách nhiệm từng mục và phân biệt cụ thể cho từng thành viên một. Đồng chí nào chấm điểm thành viên nào là như thế nào, đồng chí phải chịu trách nhiệm về vấn đề mình thực hiện. Thì năm đó thì tất cả chúng tôi vào chấm điểm, thì cái biếu phiếu chấm điểm năm đó là chúng tôi chấm của phiếu B1 của nhà bà Chiêu là được 150 điểm. Nếu đúng quy định thì những trường hợp mà chấm điểm B1 đấy là 145 điểm. Chúng ta không cần quan tâm đến phiếu B2 mà chúng ta loại khỏi danh sách rà soát hộ nghèo cận nghèo theo đúng quy định. Nội dung đơn thư bà Chiêu cho biết, anh chồng bà là liệt sĩ, hiện vợ chồng bà đang thờ cúng liệt sĩ. Vậy gia đình bà có thuộc đối tượng được ưu tiên đưa vào diện hộ nghèo, cận nghèo hay không? Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Phù Cừ cho biết. Trong các cái thông tư nghị định của Thủ tướng Chính phủ cũng như là của tỉnh, của huyện thì không có cái quy định nào là đối với hộ gia đình chính sách thật người có công mà quy định vào hộ nghèo. Không những nhà bà Chiêu mà tất cả các hộ dân trên địa bàn toàn xã, chúng tôi đều phải quan tâm gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, điều kiện đều phải quan tâm và ưu tiên. Nhưng tôi nói lại là phải căn cứ vào các quy định pháp luật. Ví dụ cái nghèo và cận nghèo là chúng tôi phải bám vào các cái nội dung, các quy định và bám vào chấm điểm, điều tra đấy, và họp hội nghị dân để báo cáo. Chúng tôi là khẳng định là các cái năm 22, 23, 21 là chúng tôi làm theo quy định. Như vậy, vấn đề công dân Phạm Thị Chiêu phản ánh đã được cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phù Cừ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và trưởng thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến trả lời. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chuyên mục Hộp thư truyền hình, chúng tôi trích dẫn những quy định của pháp luật về quá trình thực hiện rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn để bà Chiêu và quý vị khán giả được biết. Quyết định số 24/2021 ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và phương pháp rà soát theo hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tại thông tư số 07/2021, thông tư 02/2022, việc rà soát sử dụng phương pháp khảo sát, thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, các thôn khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp điểm để ước lượng thu nhập
và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, như mức thu nhập bình quân đầu người, gọi là điểm A, ở khu vực nông thôn, 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, gọi là điểm B, 10 điểm tương đương với một chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Việc phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định. Hộ nghèo là hộ có điểm A dưới hoặc bằng 140 điểm và điểm B trên hoặc bằng 30 điểm ở khu vực nông thôn. Hộ cận nghèo là hộ có điểm A dưới hoặc bằng 140 điểm và điểm B dưới 30 điểm ở khu vực nông thôn. Quy trình rà soát được thực hiện theo 6 bước. Bước 1, lập danh sách hộ gia đình cần rà soát. Bước 2, tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình. Bước 3, tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát. Bước 4, Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện niêm yết, thông báo công khai. Bước 5, Ủy ban nhân dân thị trấn báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Bước 6, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của công dân Hoàng Văn Hệ, trú tại thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Nội dung đơn thư phản ánh việc Ủy ban nhân dân huyện Kim Động thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân xã Toàn Thắng làm sai lệch hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Vũ Thị Sáng, gây tranh chấp ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình. Ban biên tập hộp thư có phiếu chuyển đơn đến Ủy ban nhân dân huyện Kim Động và nhận được công văn trả lời như sau. Sau khi xem xét nội dung đơn, trên cơ sở hồ sơ vụ việc cho thấy bản chất vụ việc được xác định là tranh chấp bốc giới quyền sử dụng đất giữa gia đình bà Vũ Thị Sáng với gia đình ông Hoàng Văn Hệ mà thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng nội dung đơn trên, ông Hoàng Văn Hệ cũng đã có đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tòa án nhân dân tỉnh đã có thông báo số 29 ngày 14 tháng 8 năm 2023, thông báo thụ lý vụ án dân sự số 29 theo đơn khởi kiện ngày 21 tháng 7 năm 2023 của ông Hoàng Văn Hệ. Hiện nay vụ việc đang được Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên thụ lý xem xét theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau gửi đến. Đơn thư công dân Vũ Như Anh, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Nguyễn Quyết Chiến, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Vũ Đình Hường, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Đơn thư công dân Nguyễn Thị Thanh Hải, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Nguyễn Văn Sớ, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Hoàng Thị Hương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Tạ Thị Thu Hằng, xã Chí Nghĩa, huyện Kim Động. Đơn thư công dân Lê Xuân Dương, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Vũ Quang Hồng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Nguyễn Trọng Thảo, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Vũ Văn Phú, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý khán giả được biết. Thưa quý vị và các bạn, để thuận tiện cho việc tiếp nhận đơn thư cũng như ý kiến của công dân gửi đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, ban biên tập hộp thư đã thiết lập một số điện thoại riêng do phóng viên Phạm Lan trực tiếp quản lý. Quý vị và các bạn cần thông tin phản ánh, hãy gọi điện đến số máy 0989 209 326. Chuyên mục hộp thư tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.